Ôi. Ôi mệt quá. Lên được cái dốc mà họ mới múc kia mỏi hết cả tay luôn các anh chị ạ. Ui, dốc đứng luôn. Khó lắm chưa. Ui, mệt thật. Và đứng đây thì có thể bao quát được khắp mọi nơi luôn. Dưới kia là những cái lớp sương mù mờ ảo, nhìn rất là đẹp. Đằng này là những cái nông trường cao su, mùa này nó đang rụng hết lá này, rất là đẹp luôn. Bây giờ thì mấy anh em đang nghỉ ngơi uống nước để lấy sức đi tiếp. Đấy, em mới thay cục pin cho GoPro này. Đó. Cục pin này quay chắc được tiếng là nó hết rồi. Em mang theo 3 cục thì may ra đủ. Đấy. Tranh thủ nghỉ ngơi một tí. Đây, và ngắm siêu phẩm trăm tuổi. Cây mẫu đơn rừng Gia Lai. Và nghe tiếng chim hót nơi hoang dã. Nơi mà có thể nói là cảnh rất là đẹp với hoa cỏ mây trời. Rất là thích luôn. Ôi, đây cây này vành cỡ 20, bỏ qua. Xuống đây này, mấy cây này có mấy cây này nó đến khu này thì bắt đầu phát hiện thêm được ít gốc mẫu đơn nữa các anh chị này. Khu này được mấy gốc đây hả? Gốc này vanh được bao nhiêu? Cái gốc nó to á. Phía gốc chắc được á. Đây có cái nhánh này nó đẹp lắm á. Nhánh đẹp đấy, nhanh lên mầm. Mấy cây mà nó phân nhánh nhiều á, nhanh lên mầm. Đó, cao cao lên một chút cũng được anh ạ. Là khu này bắt đầu có rồi này. Đi mỏi cả chân luôn. Đi xa thấy bãi. Kinh khủng thật đấy. Đuối luôn, cố gắng làm sao phấn đấu hôm nay phải được 70 cây. Ôi, quay trở lại với cái gốc ở phía trên kia nhỉ. Gốc to. Khu này gốc to nhất là vanh khoảng 35. Đây. Gốc này to nhất khu này các anh chị này. Nó cao phải 7-8 mét này. Mùa này là mùa nghỉ của cây rồi. Cây bắt đầu kiểu như là hết hoa và bắt đầu lên đọt để tầm tháng 3 nó lại ra hoa. Thường thường mùa hoa của mẫu đơn rừng là hầu như quanh năm. Khi mà nó nở từ tháng 3 cho đến tháng 12. Và em cũng phải chia sẻ thêm thì mẫu đơn rừng nó có mấy loại ấy. Riêng em khai thác là khai thác mẫu đơn đỏ rừng. Là loài mẫu đơn mà có thể nói là đẹp nhất. Cũng như là toàn khai thác những cây mà nó có độ tuổi trăm tuổi. Chứ những cây nhỏ là như các anh chị xem video có thể thấy đấy. Là bọn em đều lướt qua và không bận tâm. Mình khai thác thì khai thác những cây nó phải chất. Bây giờ anh Ban tiếp tục đào này. Đi bộ nãy giờ đi biết bao nhiêu cây số rồi, không thể tính nổi nữa. Đến đây thì mới đào được một khu này thì gồm vài cây quanh quanh đây. Thế là cũng là tín hiệu đáng mừng rồi. Cây to phết. Ba mấy là to lắm rồi đấy. Hoa mẫu đơn rừng nó to hơn cả một cái bàn tay này các chị. Từ đến mùa hoa nó nở nhìn đỏ rực rỡ luôn. Đây là loại đỏ chứ không phải là cái loại mẫu đơn kiểu như là màu cam hay là màu phớt phớt nhạt đâu, hoặc là màu trắng đâu. Đây là cái loại mà mẫu đơn giá trị nhất đấy. Ở trên kia thì còn có vài cánh hoa nó đã bắt đầu tàn rồi. Quay dưới lên thì không thể thấy được các anh chị ạ. Vành vào mấy nhưng mà cây cao lắm. Cao 7-8 mét kìa.
cao, cực kỳ cao luôn. Cây mẫu đơn nó không mọc nhiều như kiểu cây bằng lăng hay là cây cây mai đâu. Nó mọc nó chỉ có một cái khu riêng biệt thôi. Nhưng ở trong cái khu đấy để kiếm những cây hàng khủng như này thì thật sự rất là khó. Bởi những cây này tuổi thọ nó đến cả thế kỷ rồi các anh chị ạ. Chứ ngày xưa thì không bị tác động từ con người vào rừng núi á, kiểu như đốt rừng hay này nọ thì nó còn tồn tại đến bây giờ, chứ còn như thời nay ấy thì cứ đến mùa khô năm nào ấy hầu như là kiểu gì ấy, kiểu có một số vùng núi là nó bị cháy rừng, một là do thiên tai, hai là do con người đốt rừng làm nương rẫy, cho nên là cái thảm thực vật ở trong rừng ấy thì nó không thể sinh sôi được, cho nên là những cái quả, cái hạt của mẫu đơn cũng như là những cây con này nó bị thiêu rụi chẳng hạn. Cho nên là ngày nay á, để mà kiếm được những cây mẫu đơn tồn tại từ rất lâu đời như này rồi thực sự là rất là hiếm. Kể cả em chấp nhận ví dụ trồng tầm chục cây, sống một hai cây thôi, em vẫn rất là mừng. Mặc dù là cái dòng này rất là dễ sống nhá. Anh em trong làng trồng thì sống 100% luôn. Về trồng đất, không phải che lưới, không che gì hết. Thế mà em vào em xem em bất ngờ luôn mà. Mầm miếc các thứ là lên ấm ấm ấy. Tốt như kiểu là tốt kinh khủng luôn đấy các anh chị ạ. Đất cứng ghê ấy. Bao nhiêu cái rễ cây xung quanh nó chen vào nữa, khó đào ghê. Xung quanh đây nghe thấy anh em đang kiểu như đóng cuốc để đào cây đúng không? Lực lượng rất là đông luôn. Những anh em thợ rừng trong làng là đều có mặt cả để dàn trận và chinh chiến cuộc chiến này. Nhìn cái cây đã không các chị này, cao chưa? Nguyên một cái cây này mà đánh bầu này, xong rồi anh em súng lại khênh về nhà, đi bộ về nhà thôi đấy. Trồng một phát ở trước nhà là nhìn vào là đúng là đẹp luôn đấy. Nhưng mà rất là tiếc là bởi vì cái rừng nó quá sâu, có thể nào mà mang về được. Chỉ có rừng già mới có những cái loại cây cổ thụ như này thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì chỉ có một vài nơi là có mặt loài mẫu đơn này nhá các anh chị nhá. Em phấn đấu cùng anh em là hôm nay phải làm được 70 cây. Bây giờ là khoảng hơn 3 giờ chiều rồi các anh chị. Thì là lúc mà các anh em đang chuẩn bị ra khỏi rừng. Nhưng việc trước tiên đó là bó những cái cây mẫu đơn này để trở về. Quãng đường từ đây về nhà thì còn khá xa. Cho nên là khoảng hơn 3 giờ là xuất phát ra khỏi rừng là vừa luôn. Chứ nếu mà về muộn hơn một tí là trời tối thì đi nó rất là khó, bởi vì cái quãng đường các anh chị đã thấy rồi đấy, nó rất là khó đi đấy. Và để gọi là có thể chở được những cây mẫu đơn ấy, chúng ta phải chở dọc đúng không? Đó là đang buộc những cái thanh cây này để gác mẫu đơn lên. Chứ đường trong rừng rất là hẹp, và cái chiều cao của mẫu đơn lấy tầm này là gọi là hết cỡ rồi đấy. Rồi, chắc được ba mấy cây ấy nhỉ? 70 cây không được, được ba mấy cây. Đây. Và những cái phôi chất lượng nhất của rừng núi Gia Lai đang chuẩn bị về nhà. Hy vọng những cây này về sẽ lên nhanh lên chồi đẩy lộc. Đây, toàn những phôi đẹp thôi các anh chị, quá đẹp luôn. Và cái hành trình ngày hôm nay thì em xin kết thúc tại đây. Xin hẹn các anh chị trong những hành trình kế tiếp của người tầm lan nhé.